tiếp theo tập trước sau khi nướng chín một tên thị vệ dương trần hốt hoảng nguy rồi buồn ngủ quá phiền phức rồi nói xong thì dương trần nhắm chặt hai mắt rồi cắm đầu xuống sau đó thì từ độ cao mấy ngàn trượng cứ thế rơi tự do khi hắn gần rơi xuống đất thì đã có một người vung tay ngăn cản người này là hồ sơn chấn dạng bất quy trưởng quầy ông ta liền nói thiếu chủ kỳ nghệ của ngài đúng là sán lạn một ván cờ đang yên đang lành bị ngài đưa vào nước nguy hiểm thế này lúc này công tôn nhai đang bay trên bầu trời đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó ông ta thầm than thở chân khí sắp tiêu hao hết rồi nghĩ xong ông ta lại phi thẳng xuống dưới đất sau đó lão đầu công tôn nhai ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu ngưng tụ chân khí đột nhiên viên tinh thạch của ông ta bị nứt vỡ việc này làm cho công tôn nhai hết sức ngạc nhiên sau đó ông ta đứng dậy và đi dò xét xung quanh đột nhiên ông ta thấy một người vô cùng quen mắt đang nằm dưới đất công tôn nhai lại nghĩ đây là lúc nào rồi ta gặp quỷ sao và rồi lại tròn mắt lên mà nhìn sao có thể ta chắc chắn lúc ta xuống ở đây không có ai ở đông thổ này có ai có thể thoát khỏi cảm giác của ta mà đưa một người im hơi lặng tiếng đến bên cạnh ta sau đó công tôn nhai nâng dương trần lại rồi gào to dương trần không thấy hắn tỉnh lại công tôn nhai lại sờ tay lên ngược hắn vẫn còn tiếng tim đập may quá hắn chưa chết công tôn nhai lập tức thi triển thần thức phóng ngoại tiến hành dò xét xung quanh xem là ai đưa dương trần tới nhưng kết quả chắc chắn là chẳng thu được gì thế là công tôn nhai đặt dương trần lên lưng rồi bay vút lên trời bên trong thành thiên nam lão quốc sư ra lệnh cho quân lính lục soát cho ta không được bỏ sót nhà nào. Lúc này, Nguyệt Tiểu Tân đang mặc một cái áo vô cùng sạch si gào mùm lên. Cái gì? Dương Trần biến mất rồi à? Đám Linh Nhi cũng không thấy đâu. Chuyện lớn như vậy, sao giờ mới nói cho ta biết? Nguyệt Tiểu Tân khoác áo chạy ra mà nghĩ trong lòng. Dương Trần, ngươi không thể bỏ chạy như thế này được. Nhân duyên của chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Chuyển cảnh, đại niên sơ tâm, thiên cốt thành. Lúc này, đám người thiên Linh Hy, hưu trấn áp, Linh Nhi, kiếm vô khuyết đã có mặt ở đây. Khí hậu ở nơi này làm cho đám nữ nhân có vẻ khó chịu nhất là gì cảnh có vẻ không được hài lòng khư trấn ác lúc này thu lại pháp khí rồi nói với mọi người vào thành trước đi bên này linh nhi ôm theo con rồng con rồi hỏi kiếm vô khuyết tiểu khuyết ngươi nói xem dương trần có thể thoát ra không kiếm vô khuyết trả lời chắc nịch ca ca chắc chắn sẽ làm được lúc này con rồng nhỏ bắt đầu sủa tiếng chó gâu gâu kiếm vô khuyết vui vẻ nói đấy ngươi xem tiểu hắc cũng nói là được mà thế nhưng tiểu hắc lại tức giận nghĩ ta nói là cứ để tiểu ác ma đó chết ở ngoài đi tuyệt đối đừng có quay về ngàn đao giết chết tiểu ác ma đó lần này chết chắc rồi hắc gia vĩ đại nguyên rủa ngươi chết cho nhanh một chút sau đó đám người khưu trấn ác dẫn đầu không biết từ bao giờ đã tìm được mấy cái nón che mặt chuẩn bị vào thành khưu trấn ác đến trước của một chỗ gọi là đại công lâu thì nói với mọi người hành sự cẩn thận chúng ta đợi dương trần ở đây ba ngày sau ở đại nhiên sơ tam dương trần lúc này mới tỉnh lại hắn khẽ rên ư ử một tiếng sau đó dương trần cũng phát hiện ra mình đã được công tôn lão đầu cõng đi công tôn nhai hỏi dương trần dương trần cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi biết ngươi ngủ mấy ngày rồi không Dương Trần nghe xong thì chỉ dụi mắt mà không trả lời, sau đó thì mới nhận ra điều gì đó, hắn vội nói: "Lão đầu, thật may nhờ có ngài, nếu không đúng là nguy hiểm mà." Công Tôn Nhai lúc này lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm thế nào mà thoát khỏi tay đông quách thế kỳ đó?" Lúc này, Công Tôn Nhai đã đặt Dương Trần xuống, hắn liền nói: "Ta có một loại võ ý hắc ám, thi triển xong thì có thể ẩn náu, người bình thường không thể phát hiện ra được." Công Tôn Nhai gào mồm lên hỏi: "Cái gì? Ngươi thức tỉnh võ ý hả? Lại còn là võ ý hắc ám?" Sau đó công tôn nhai chỉ tay và bảo dương trần ngươi thi triển cho ta xem nào nghe xong dương trần lập tức thi triển ảnh động võ ý sau đó dương trần liền mất hút con mẹ hàng lươn lão đầu công tôn nhai nhìn thấy thì cũng phải cả kinh sau một hồi tìm kiếm không có kết quả công tôn nhai liền gọi trần tiểu tử công tôn nhai lại nghĩ ảnh độn võ ý này quá nghịch thiên đúng là tuyệt chiêu giữ mạng mạnh nhất chẳng trách tiểu tử này có thể thoát ra khỏi bao nhiêu cường giả của đông quách thế kỷ nhìn thấy dương trần xuất hiện công tôn nhai khai ngợi tốt lắm chiêu này không tệ hợp với tính cách của ngươi Dương Trần lúc này cũng đi vào vấn đề chính liền hỏi, lão đầu, chúng ta tới địa giới nào? Công tôn nhai trả lời, mau tới biên cương phía bắc đông thổ, sư tôn ngươi chắc sớm đã ở thiên cốt thành rồi. Nghe xong Dương Trần liền khoát tay nói, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, công tôn nhai lại hỏi Dương Trần, tiểu tử, lúc ở thiên nam, ngươi có gặp qua người nào cổ quái không? Dương Trần ngương ngác hỏi, người cổ quái sao? Công tôn nhai lúc này lại nghĩ, xem ra, đúng là có cường giả thần bí đã cứu Dương Trần về, đồng thời còn che giấu được cảm giác của ta để đưa hắn đến bên cạnh ta rốt cuộc người này là ai thực lực đã đạt tới cảnh giới đáng sợ như thế nào cơ chứ đột nhiên công tôn nhai vươn tay nắm lấy cổ áo dương trần hành động đột ngột này khiến hắn ngạc nhiên vô cùng sau đó công tôn nhai xách cổ dương trần lên rồi bay lên trên và nói đi thôi chuyển cảnh màn đêm buông xuống có hai bóng người xuất hiện ở thiên cốt thành đó chính là dương trần và công tôn nhai công tôn nhai vừa tới thì thẳng tay thả dương trần rơi xuống đất làm cho hắn đau đến há mồm lúc này đám người thiên linh hy khưu trấn áp linh nhi và kiếm vô khuyết vẫn đang trông ngóng dương trần đột nhiên khưu trấn ác lên tiếng nói với mọi người tới rồi lúc này công tôn nhai dẫn theo dương trần vén rèm và bước vào bên trong thiên linh hy vui vẻ reo lên dương trần còn khưu trấn ác thì chỉ liếc mắt qua nhìn rồi cười nhẹ một cái thiên linh hy ôm lấy dương trần dương trần an ủi nha đầu ngốc khóc lóc gì chứ ta đã nói ta nhất định sẽ không sao mà kiếm vô khuyết lúc này lên tiếng nói ca ca đợi chúng ta mạnh hơn nữa nhất định sẽ quay lại giết hết bọn chúng sáng sớm hôm sau dương trần vừa bước ra khỏi cửa thì trở nên phấn khích nói tiếp theo sẽ chính là rời khỏi đông thổ xuất phát đến đông hoàng kiếm tông khưu trấn ác chán nản hỏi tin tức của đông hoàng kiếm tông các ngươi đã nhớ hết cả chưa kiếm vô khuyết hồn nhiên đáp ta biết ta biết tuy đông hoàng kiếm tông không có vùng đất rộng bằng đông thổ nhưng thực lực so với dịch phong vương tộc lại mạnh hơn một chút khưu trấn ác lại hỏi chỉ có thế thôi sao kiếm vô khuyết gãi đầu gãi tai nói ta chỉ biết có thế thôi he he khưu trấn ác chán nản lắc đầu nói các ngươi mà ra ngoài thì chết thế nào cũng không biết đâu thiên linh hy lại nói tuy đông hoàng kiếm tông là tông môn nhưng bên dưới Đông Hoàng Kiếm Tông cũng có không ít thành trì, có 72 tòa thành, mỗi tòa thành đều có một kiếm tông quản lý. Tuy Đông Hoàng Kiếm Tông cũng giống Dịch Phong Vương tộc, từ các thành trì chọn ra các thiên tài, sau đó tiếp nạp vào tông môn, nhưng tính chất lại khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất, Đông Hoàng Kiếm Tông sẽ không giống như Dịch Phong Vương tộc, nô dịch môn hạ đệ tử, với các thiên tài, họ còn cung cấp cho tài nguyên tu luyện công bằng để bồi dưỡng. Thứ hai, cũng là điểm mấu chốt nhất, Đông Hoàng Kiếm Tông hoàn toàn mở hết các thần tích trong tông môn ra, chứ không giống như Dịch Vô Phong, sợ Đông thổ xuất hiện cao thủ tử phủ thứ hai, với lại họ còn cố gắng tìm kiếm cơ duyên tử phủ khát vọng sẽ xuất hiện nhiều cường giả tử phủ hơn thứ ba trong biên cương của đông hoàng kiếm tông võ phong vô cùng thịnh hành luật lệ giành mạch rõ ràng dù là đông hoàng thị tộc cũng không được tranh giành lẫn nhau vi phạm luật lệ nếu nói hoàng gia có đặc quyền thì đó chính là được thiên vị về mặt tài nguyên tu luyện hoàn toàn không giống dịch phong vương tộc coi tất cả chúng sinh của đông thổ là nô lệ khư trấn ác nói thêm một chút còn về lai lịch của đông hoàng kiếm tông theo truyền thuyết kể ở thời thượng cổ có cường giả thần cấp của tộc đông hoàng vì nguyên nhân đắc tội với siêu cường giả mà phải ẩn mình trong núi đông hoàng nhưng đời sau phát triển phồn thịnh dần dần trở thành một thị tộc lớn mạnh thế nên đông hoàng kiếm tông mới nhờ thời thế mà được sinh ra gia tộc đông hoàng có kiếm đạo chuyên thừa siêu mạnh nghe xong câu này hai mắt của dương trần và kiếm vô khuyết sáng rực như đèn pha một tháng sau đám người dương trần cũng đã đến một cái thành trì kiếm vô khuyết dùng cặp mắt đầy hâm mộ vừa nhìn vừa nói với dương trần kk ca ca, đúng là thiên đường của kiếm tu dương trần cũng cảm thán nhiều cao thủ quá công tôn lão đầu nói với mọi người các ngươi tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi đi võ đấu chi phong của đông hoàng kiếm tông rất thịnh hành nếu khắc khẩu với nhau cũng có thể phát sinh đầu võ ta lên núi thăm hỏi vài người bạn già đã thuận tiện mang theo mấy tên nhóc con các ngươi để dễ bề sắp xếp cho ổn thỏa một lúc sau công tôn nhai đã xuất hiện trên một ngọn núi đệ tử canh gác liền mời ông ta vào và nói tiền bối đại trưởng lão đang ở trong thiên cơ rửa cốc tại hạ không thể vào được mời tiền bối tự mình vào trong công tôn nhai nghe xong thì cười ha ha bước vào còn tên đệ tử kia thì quay người rời đi rất nhanh Công Tôn Nhai đã tiến nhập vào bên trong thiên cơ dược cốc, sau đó, Công Tôn Nhai đã nhìn thấy một người đang ngắm nghía một bông hoa, ông ta lên tiếng nói, "Hòa lão đầu, ông giả này là đại trưởng lão của Đông Hoàng Kiếm Tông." Ông ta vui vẻ nói, "Vô Nhai lão quỷ, có khách từ xa tới, đúng là không có gì vui bằng." Công Tôn Nhai lại hỏi, "Có rượu không?" Đại trưởng lão thản nhiên trả lời, "Đương nhiên có." Một lát sau, đại trưởng lão khệ nệ mang một cái thùng gỗ lên rồi nói, "Lão quỷ, ông may đó, thử bách thảo những này đi." Công Tôn lão đầu tròn mắt ngạc nhiên, "Bách thảo những sao?" đại trưởng lão múc rượu ra một cái cốc rồi hỏi ông không tư giao ở thiên nam mà tới đông hoàng sơn làm gì công tôn lão đầu đón lấy ly rượu rồi nói ấy ấy nói ra dài dòng lão đầu ta là bị dịch phong vương tộc ép không còn đường đi nữa nên mới phải trốn đến đây đại trưởng lão nghe xong thì làm một ngụm rượu và nói dịch vô phong sao chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thôi mà sau đó lại vui vẻ đề nghị lão quỷ hay là ta ra tay xử lý luôn dịch vô phong rồi ông làm chủ đông thổ luôn thế có được không công tôn nhai chắn nản nói hòa lão ông đừng tưởng chỉ dựa vào mỗi tu vi thiên hợp cảnh còn con của ta là có thể chấn áp được cả một đạo hạ phẩm linh mạch trấn thủ được cả đông thổ công tôn lão đầu lại nói hòa lão đi cùng ta còn có mấy vãn bối nữa có thể vào trong kiếm tông tu hành được không đại trưởng lão nghe xong thì liếc mắt nói có những ai đi cùng tư chất thế nào công tôn lão đầu quảng cáo tư chất đều là loại tốt nhất đương nhiên là đồ tôn dương trần của ta nó chính là thiên đạo sư toàn hệ nó đã thức tỉnh thuộc tính xong hệ rồi với lại tiểu tử đó còn có võ hồn song sinh, tu vi của nó chỉ mới có bát trọng chân võ cảnh, đã có thể ngưng tụ được võ ý nghịch thiên rồi. Nhìn vẻ mặt của đắc ý của công tôn lão đầu, đại trưởng lão thầm nghĩ, chuyện của thiếu chủ, chẳng lẽ ta lại không biết hay sao, ta còn đang nóng ruột hơn cả ông đây này. Thế nhưng đại trưởng lão lại giả bộ ngạc nhiên hỏi, sao cơ, thật sự có cả thiên tài như vậy sao, nhưng trong lòng lại khinh bỉ, lão già nhà ông thì biết cái quái gì, thêm bẩm võ học của thiếu chủ, ông hiểu rõ chưa đến được ba phần, vì còn đòi làm sư tổ, đúng là trái với ý trời mà nửa canh giờ sau công tôn lão đầu choáng chóng bước ra khỏi sơn cốc rồi nói rượu bách thảo những mà lão quỷ này ủ cũng có vẻ mạnh đấy đúng là rượu ngon mà các bạn thân mến tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi vậy nếu như các bạn thích xem tập tiếp theo thì hãy để lại một bình luận nha khi tập mới phát sóng thì mình sẽ trả lời comment của từng bạn để thông báo là đã có tập mới và đừng quên cho mình một like cũng như đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều còn bây giờ thì bye bye